Xin chào các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu các bác xem về chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật. Rất ít tiền, chỉ có dưới 100 triệu thôi. Chiếc xe mang tên là Nissan. Nissan gì mà nó dài dài tiếng Anh em chưa đọc hết được nhé. Xe cực đẹp luôn. Và giá thì chưa tới 100 triệu các bác đã mua rồi. Xe rất là sang trọng, rất là lịch sự luôn. Và chiếc xe thì chủ xe đi rất là giữ gìn, rất là cẩn thận. Xe đi rất là giữ gìn cẩn thận nhé. Cho nên là chất lượng xe còn khá là tốt. Xe khá là tốt luôn. Khá là tốt so với đời luôn. Đây các bác thấy này, một số những vị trí nó còn vàng màu mực như này này. Vẫn còn vàng và thậm chí vẫn còn dấu mực luôn. Đây nội thất bên trong của xe đây em quay qua các bác xem một chút nhá. Nội thất rất là rộng rãi. Nội thất rất là rộng rãi luôn. Và động cơ của chiếc xe này thậm chí là máy vẫn còn zin nhá. Máy vẫn còn zin luôn. Đời thấp nhưng mà máy vẫn còn zin. Một cái chiếc xe hàng rất là hiếm luôn. Đúng không ạ? Rất là hiếm có một chiếc xe đời thấp mà máy lại còn zin. Em đọc rõ cho các bác mình biết về thông tin chiếc xe này nhá. Đây là chiếc xe Nissan. Cái chữ đằng sau thì em không rõ nhưng mà căn bản là tiếng Anh đọc hơi khó đọc một chút. Các bác có thể là vào Zalo em gửi giấy tờ các bác mình đọc. Và chiếc xe này có động cơ là máy 3.0 số sang. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về nhá. Và chiếc xe biển 36 gốc Hà Nội. Biển 36 gốc Hà Nội. Form dáng của xe đẹp. Các bác xem tổng thể phần form dáng bên ngoài của xe nhé. Form dáng của xe cũng còn tương đối là đẹp. Một chiếc xe rất là dài và rất là rộng. Rất là dài, rất là rộng luôn. Đây, tên đằng sau của xe đây ạ. Maxima 3.0G. Đấy, rất là dài rộng nhá. Và tôn vỏ dòng này nó rất là dày. Tôn vỏ nó cực kỳ là dày luôn. Chạy cực kỳ là đầm và chắc. Đặc biệt với động cơ 3.0 thì nó rất là khỏe các bác nhá. Nó cực kỳ khỏe luôn. Đây các bác xem này, cái phần tắp ly của nó đẹp như này luôn này. Gương kính của xe hoàn toàn là được điều chỉnh bằng điện nhá. Hệ thống điều hòa ô tô tự động và màn hình camera lùi này đầy đủ luôn. Tí em quay các bác xem phần khoang máy của xe nhá. Đây, và bây giờ thì mời các bác xem chi tiết phần hình thức bên ngoài của xe trước. Xong đó thì em sẽ quay nội thất này, xong là quay đến phần máy và phần gầm này. Đây là hết đúng không ạ? Các bác nếu muốn biết thêm thông tin hoặc là xem chi tiết hình ảnh về chiếc xe này thì các bác hãy kết nối Zalo theo số 093 8586 307 0389 000 555. Đấy là hai số điện thoại mà các bác liên hệ nhé. Và địa chỉ xem xe tại phố Nguyễn Thời Trung gần bến xe Hải Tân và gần cầu Cất. Và bây giờ thì mời các bác xem chi tiết này. Xe có nước sơn còn đẹp nhá. Là răng đúc, phanh ABS. Một dàn lốp dày. Một bộ la răng đúc nhìn rất là mố luôn đúng không ạ? Tôn vỏ xe là không mục mọt nhá. Và bên em bán xe cam kết với các bác tuy rằng là xe đời thấp ít tiền như này thì cũng không bị đâm đụng va chạm và ngập nước. Giấy tờ an ninh pháp lý chuẩn chỉ, ra tên đàng hoàng. Xe thân vỏ không mục mọt. Máy móc và số má là nghiêm chỉnh nha các bác nhá. Và máy của xe thậm chí là vẫn còn zin cơ. Tuy rằng đời thấp nhưng mà các bác thấy không ạ? Chiếc xe máy vẫn còn zin luôn. Rất là ít có đúng không ạ? Rất ít có được một chiếc xe mà đời thấp như vậy mà máy vẫn còn zin. Đời 97 đăng ký năm 98 nhá. Đăng ký lần đầu năm 98. Động cơ 3.0 thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ hơi tốn một chút nhưng mà các bác nếu mà mua về đi chạy gia đình cà phê cà pháo thì đây là chiếc xe rất là ok. Đối với mẫu này các bác mình chạy yên tâm luôn. Nó khá là lành. Và dòng xe Nhật thì các bác biết rồi đúng không ạ? Rất là lành. Và những cái phần như là phụ tùng của nó cũng rất là sẵn. Tất nhiên thì không sẵn so với một số những cái dòng xe thông dụng nhưng mà cũng khá là sẵn. Nếu mà so với một số những dòng xe của thương hiệu của những cái dòng xe châu Âu thì nó sẽ sẵn hơn. Đăng kiểm vẫn còn. Gương kính của xe lên xuống nhẹ nhàng nhá. Lên xuống nhẹ nhàng. Đây, bốn phanh đĩa luôn. Đây các bác thấy này, bốn phanh đĩa luôn. Tí quay các bác xem phần gầm nhá. Sơn xi rất là sạch sẽ, gọn gàng. Cốp sau rộng rãi này. Cốp sau rất là rộng nhá, chiếc xe form dáng sedan hai đầu, cốp sau rất là rộng.
Đấy, em quay chi tiết các bác xem. Form vỏ xe còn đẹp nhá. Đấy, form vỏ xe nó rất là đều, rất là căng luôn. Xe đời thấp hay đời cao thì bên em đều tuyển chọn những cái mẫu xe nó phải còn cứng. Chứ kém kém nhầu nhầu nó nát là không nhập về đâu ạ. Nếu mà đã là xe cứng thì cái như là nhiều tiền hay là ít tiền thì bên em cũng đều nhập hết nhá. Cái quan trọng là chất xe nó phải còn, đúng không ạ? Chất xe nó phải đẹp. Không quan trọng là bao nhiêu tiền, mà quan trọng là chất xe nó phải đẹp thì bên em mới nhập về. Rồi ok, bây giờ mời các bác xem bên trong nội thất của chiếc xe. Các bác xem video của em mà đang tìm mua những dòng xe ô tô cũ với tầm tiền từ 100 triệu tới 500 triệu, 700 triệu thì hãy đăng ký kênh nhá, để theo dõi thường xuyên những cái mẫu xe em đăng lên. Rồi, mời các bác xem này. Đây, chiếc xe táp ly, táp lô của nó rất là tươi, rất là tươi sáng luôn. Và những cái bóc khóa nó vẫn còn vàng ươm luôn đây các bác xem này, vẫn còn vàng ươm luôn, đúng không ạ? Lòng trong thì vẫn còn sơn zin luôn này. Xe cực chất luôn. Và một cái phần táp lô được thiết kế ra từ năm 97 đến bây giờ nó còn đẹp như thế này luôn này các bác này. Em quay gần để các bác xem. Và đã có hệ thống điều hòa auto nữa luôn rồi. Vô lăng 4 chấu. Các bác mà đang tìm mua như những cái tầm tiền mà dưới 100 triệu đấy ạ, thì các bác hãy tham khảo thêm đối với cái dòng xe Nissan này nhá. Đấy, chỗ kính này hơi bẩn này, về mình đánh đi vệ sinh đi nhá các bác nhá. Đấy, từ cái mép cánh cửa luôn này, đây các bác thấy là từ cái mép cánh cửa luôn cho đến phần tắp đi. Với tổng thể nội thất của xe nó khá là đẹp, khá là sáng xe. Đấy, so với một chiếc xe đời 97 đến bây giờ mà được như thế này thì nói là rất là ít có. Mà chủ xe đến bây giờ thì phải nói là từ năm đấy đến bây giờ mà như này này cũng rất là giữ gìn luôn mới có được cái chất lượng xe như thế này, đúng không ạ? Khoang nội thất của xe nó rất là rộng nhá, rất là rộng rãi, thoải mái cho tất cả các bác ngồi phía sau. Và một đôi loa phía sau cực đỉnh luôn. Trần của xe này vẫn là trần lý nhá. Em quay thời điểm bây giờ trời sắp mưa nên hơi tối một chút. Rồi tiếp tục quay nhanh cho các bác xem những cái vị trí tiếp theo. Quay nhanh mà vẫn đầy đủ chi tiết nhá. Đấy các bác thấy không ạ? Các bác đang xem video mà thấy ưng thì hãy gọi điện cho bên em để được chốt sớm chiếc xe này nhá. Theo số vừa rồi em đọc đấy ạ. Đây là một chiếc xe đẹp cho nên là sẽ em nghĩ là sẽ được rất là nhiều người quan tâm. Được nhiều người quan tâm như vậy thì nó sẽ mất rất là nhanh. Khách hàng sẽ đến và chốt rất là nhanh. Cho nên là các bác mình nếu mà đã thích rồi thì hãy gọi điện cho bên em để được chốt sớm nhá. Máy xe nó đẹp như này thì cũng không phải là dễ tìm ở trên thị trường đâu ạ. Không vì dễ tìm trên thị trường nhá, các bác nhà mình có thể để ý và quan sát đối với chiếc xe này. Các bác ở gần nhà em đến xem xe, phi đến xem xe trực tiếp luôn nhá. Còn bác nào khu vực miền Nam mà muốn mua chiếc xe này của bên em thì hãy đặt cọc để bên em chuyển xe vào cho. Nhận xe rồi các bác gửi lốt tiền cọc cho gửi lốt số tiền còn lại cho bên em. Đấy các bác thấy mép cửa nó đấy, nó như là những cái mẫu xe đời cao luôn, đúng không ạ? Tổng thành một cái cánh cửa này các bác thấy này. Như một chiếc xe đời cao luôn, đúng không ạ? Và cái vị trí táp ly nhá. Vị trí táp ly này là vị trí này được thiết kế là một cái loại da xịn, loại da nguyên bản theo xe. Đấy, da xịn nguyên bản theo xe nhá. Phần táp ly của xe được thiết kế hoàn toàn là da xịn nguyên bản theo xe luôn. Gương kính được điều chỉnh hoàn toàn điện. Âm thanh nghe cứ rất là hay. Những cái dòng xe nhập khẩu thì âm thanh của nó cực kỳ chất luôn. Đây gương đây nhá, gương điều chỉnh ở đây. Vô lăng 4 chấu. Ghế được nốt 3M, được nốt 3D nhá. Ghế được nốt 3D, nốt một cái áo ghế 3D bên ngoài. Phần đồng hồ cho đây ạ. Có cả vòng tua máy luôn. Có cả kim bằng tua máy luôn, đúng không ạ? Tiếp tục nhá, thì một cái phần khá là quan trọng của một chiếc xe, đây là cái động cơ, một cái quả tim của chiếc xe đây bây giờ. Mời các bác đón xem nhá. Đây động cơ này. Máy cực đẹp luôn.
máy cực đẹp luôn nhá. Đây các bác xem nhá, bên em cũng đã cho vệ sinh về cái động cơ của chiếc xe này rồi. Đấy, với động cơ máy 3.0, mức tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ dao động tầm khoảng 10 lít trên 100 km nhá. Đấy, tầm đó xe dịch. Đấy. Đấy, những con bu lông này là chưa vặn luôn các bác nhá. Bu lông này là chưa vặn luôn này. Đấy, máy chưa bổ luôn. Cam kết cho các bác mình yên tâm về động cơ của chiếc xe này, máy vẫn còn nguyên zin. Đấy, thế mới sợ. À, nhiều mẫu xe đời 2010 mấy đã làm rồi nhưng mà chiếc xe này đời 199 mấy luôn mà vẫn còn chưa làm này. Các bác có thể đến xem xe trực tiếp xem bên em bán chiếc xe này như nào nhá, và xem em nói chiếc xe này có đúng không nhá. À, bây giờ thì đến phần nữa của chiếc xe đấy là phần khu vực gầm. Đây, gầm của xe nhá. Đây có thế này. Bây giờ là phần gầm. Đây cua lốp này, quay các bác xem phần cua lốp luôn này. Đây, cua lốp của xe này. Thân vỏ dòng này các bác yên tâm, không mùng mọt gì đâu. Để mà mùng mọt được những chiếc xe nhập nhật như này thì rất là khó luôn nhé. Rất là khó để mà mùng mọt đối với những cái dòng xe nhập nhật này. Dòng xe VIP mà lại nhập nhật nữa đúng không ạ? Và đến bây giờ là hơn 10 phút thì em cũng đã giới thiệu các bác xem chi tiết và đầy đủ về chiếc xe Nissan đến từ thương hiệu của Nhật đây rồi đúng không ạ? Khá là đầy đủ về chi tiết. Các bác quan tâm hãy gọi điện cho bên em theo hai số em đọc lại: 093 8586 307 và 0389 000555 nhá. 0389 300 305. Và các bác đến xem xe tại đường Nguyễn Thời Trung gần bến xe Hải Tân và gần cầu Cất để được xem những mẫu xe bên em bán nhá. Hôm nay thì em quay mấy chiếc xe cổ gửi cho các bác xem luôn. Trong đó thì bên em cũng có mấy chiếc xe Camry này. Chiếc Camry này là máy 2.2 số tự động nhá. Và giá thì đang bán nhô 100 một chút. Xe cực chất luôn. Và chiếc này thì chưa tới 100 này. Chiếc này chưa tới 100 luôn, cũng là số tự động chưa tới 100 luôn nhá. Các bác thấy không ạ? Bên em cũng đang có mấy chiếc là như vậy. Chiếc này cũng chưa tới 100 luôn nhá, 2012 luôn này. Đấy, và còn một vài cái mẫu xe nữa, ví dụ con Nubiza, kia em có con Nubiza nữa, cũng chỉ có mấy chục triệu nhá, mấy chục triệu bên em còn khớ khớ đấy ạ. Dao động loanh quanh nó tầm khoảng hơn 10 chiếc tầm khoảng hơn 10 chiếc là dưới 100 triệu các bác nhá, tầm khoảng 100 dưới 100 triệu. Đấy rồi, ok, em xin chân thành cảm ơn và hẹn lại các bác vào những cái video, những cái chương trình lần sau.